Khi bố tôi bảo không có nói làm gì. Bố bảo em Tuấn lấy vàng hết của bố đi mua xe rồi, giờ chịu khó bán hàng mua sâm cho bố uống. Còn nhớ đâu vậy? Bố cứ nhắc ấy. À, nhắc đâu. Bố cứ bảo mấy lần là con lấy vàng xong sau đó bố lại chuyển sang là mày lấy tiền đâu mày mua cái xe. Thế họ cứ nhớ mãi tận bây giờ. Đấy là anh làm thì tôi nhắc lại. Nhớ. Con làm thế không? Không. Con không làm. Thế anh tiền đâu mà mua xe? Nhớ. Tiền đâu mà anh mua xe? Tiền con đi vay mà. Không có vé hay đâu. Không có cái vé đấy á. Không có vé. Anh vay ở đâu? Con vay ngân hàng. Anh chưa có vé. Anh nên nhớ rồi. Không có gì anh có thể giấu được không? Con không giấu bố đâu, bố được cái gì á? Không giấu bố được cái gì đâu. Tôi đi dưới đất trong vùng trong đầu anh hết rồi. Anh từ từ ngoài, tôi đuôi ở nhà. Cái là anh làm cái này là không có cái của tôi thì anh không nào làm được. Cái là cái anh làm chịu có tiền vừa mua đất vừa xây nhà vừa mua ô tô. Thế là con lấy của bố á? Anh không lấy ra đi. Nhớ bố không có sao? Không có nói chuyện với anh này gì. Thôi, cứ nhờ bán sâm đi, Anh còn nuôi đặt bùa diệt muỗi cho bố. Chúc ông nhiều sức khỏe. Tối qua muỗi đốt nhiều không hả cụ? Qua bố bị muỗi đốt à? Đúng. Qua là chết không ngủ được. Con đặt cái bùa diệt muỗi rồi đấy. Đặt cái bùa diệt muỗi. Bùa diệt muỗi ở đâu? Ở trên trên mạng mạng. Công hiệu cực kỳ luôn. Về dán vào là chết. Mũi bay, mũi một là chết, hai là bay hết. Bố biết cái bùa đấy chưa? Hôm nào con đấy về nhé. Tôi được ngủ không cần mà. Đáng xài. Mình mang cái bùa đấy. Mình mang cái bùa đấy về, mình dán vào từng mồm con mũi một. Đảm bảo ngoài áo của tỏi luôn. Ở đó mình đảm bảo thế nào? Đảm bảo là nó ngoẻo luôn. Dán vào cái tường ấy? Không, dán vào từng mồm con muỗi một. Dán vào từng mồm con muỗi một. Dán vào như thế đảm bảo là nó đi luôn á, khỏi xấu luôn á. Dán thế đó được, từ từng mồm con muỗi một. Dán được mà. Bố ạ. Tức là kéo nó dán cái mang cái bùa nhỏ nhỏ đấy xíu xíu đấy dán vào từng mồm con muỗi một. Hả? Mà những con ấy nó đến ông lưới coi là được cái bùa ấy. Không, cái bùa đấy nó chỉ công hiệu khi mình dán vào từng mồm con muỗi một thôi thì nó mới hiệu nghĩa. Mình dán ra ngoài thì nó biết đâu được. Dán thế đó được rồi, từng mồm con muỗi một. Ông bố cu tè bán hồng sâm. Đây, thế hôm nay con biếu bố một hộp này nhá. Hôm nay con biếu bố một hộp này nhá. Hôm nay á? Dạ. Không, lúc nào anh cần thấy cho tôi uống là rút ra cho tôi uống. Tôi không cầm cả cái hộp này. Tôi không có tay để bóc được. Nghe rõ chưa? Tức là mỗi ngày, hai ngày bố uống một lần á? Mỗi ngày uống mà một lần, ví dụ như thế. Vì tay tôi không bóc được cây này ra mà. Mới là
ché thế này cũng không ché được, anh phải làm một thứ cho tôi để giúp bố nâng cao sức khỏe trong cái đợt đi nghỉ dưỡng ở đây. Đây là hộp sâm của Hàn Quốc các bạn nhé. Đó. Sâm dạng nước, một hộp to thì có 6 hộp nhỏ, cái này thì em cũng bán nhiều rồi. Trong một cái hộp này thì có 5 cái túi nhỏ thế này nhé, anh với chị nhé. Một hộp to thì có 5 cái túi nhỏ thế này nhé. Đó. Đó. Và dành cho người già, người cần phục hồi sức khỏe. Cái hộp to này nó có 6 hộp nhỏ nha các bạn nhé. Các anh chị nào muốn lấy làm quà biếu hoặc cho người thân uống hoặc dùng cho bản thân mình thì cứ nhắn tin cho em nhé. Bố cứ uống ngày một gói là hết nãi của em là được. Chia 100 trên 100 rồi bố ơi. Thế là hết nãi đấy. Cái gì mà bỏ gì? Họ bảo là mỗi ngày bố uống một hộp thế là hết nãi. Một nhỏ mày là gì hết nãi rồi. Một túi nhỏ. Ừ. Mỗi ngày hết một túi, một hộp này được 5 ngày thôi. Ừ. 5 ngày không hết nãi á? Không biết. Bố không tính được, bố không buôn bán, không biết nên lãi rồi thế nào. Bố chỉ thích uống là bố uống thôi. Ừ. À. Thế là anh có biếu uống thì bố mới uống, mà không biếu uống, uống thôi, bố không uống. Sao bố cứ làm khó con thế nhỉ? Không làm khó đâu, đấy là sự thật. Nhưng cá nhân bố thì bố thích uống thế nào? Bố thích thế nào á? Đã. Bố thích thì anh không thể đáp ứng được. Đâu bố nói con xem thử nào. Ví dụ 3 ngày là bố uống hết một hộp to này, ví dụ như thế thì anh có đâu mà anh cứ uống nhiều đấy, anh phải đi đi mua, anh có bán được hàng mà có lãi thì anh mới biết uống được một ngày mấy mấy hộp nhỏ chứ, đúng không? Anh có lãi anh biết uống được những một ngày hai ba hộp nhỏ đó. Mà anh không có lãi anh nên đi cướp ở đâu Con làm cướp á? đấy, nói ví dụ đó. À, tôi xin trả lời, con trai tôi của nó có hỏi các bạn có yêu quý anh Lương Văn Tuấn không? Nếu yêu quý thì các bạn cho một lời lời khen, hoặc người không yêu quý thì cho một lời chê. Sao bố thẳng thừng thế? Để tôi nói rõ gì đi thì phải tướng đồ đi họ. Này, họ bảo yêu ông thôi. Ha 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 ha.